nhằm đảm bảo an toàn giao thông, lập lại trật tự đô thị. Ngày 16 tháng 4, thị xã Mỹ Hào tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn toàn thị xã. Trong ngày ra quân, tổ công tác của thị xã và 13 xã phường phối hợp với các đơn vị quản lý bảo trì đường quốc lộ, tỉnh lộ, huy động phương tiện, lực lượng đồng loạt tiến hành giải tỏa, tháo dỡ các vi phạm. Các lực lượng đã cương quyết tháo dỡ, cắt bỏ các lán mái vẩy khung thép, lợp tôn của các cửa hàng, hộ dân vi phạm hành lang giao thông, tháo dỡ, dọn dẹp và thu giữ nhiều biển hiệu, biển quảng cáo treo dựng trên hành lang đường giao thông. Sau ngày ra quân, các ngành địa phương trong thị xã thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở, yêu cầu các hộ cam kết không tái vi phạm, kịp thời xử lý các trường hợp tái lấn chiếm, góp phần hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn.